Chào mừng các thủ lĩnh đã quay trở lại với sự kiện Thử tài thông thái mùa 2. Chơi càng đông qua càng khủng, diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 tại thongthai.vuongquocchien.com. Với cách tham gia vô cùng đơn giản, bước 1, truy cập vào trang thongthai.vuongquocchien.com. Bước 2, đăng nhập vào trang sự kiện. Bước 3, click vào chơi ngay. Tổng giá trị giải thưởng phụ thuộc vào số lượng thủ lĩnh tham gia sự kiện. Tham gia càng đông, phần thưởng càng giá trị. Khi bắt đầu sự kiện, tổng giải thưởng sẽ là 3.000 kim cương. Mỗi thủ lĩnh tham gia sẽ tích lũy 10 kim cương vào tổng giải thưởng. Phần thưởng sẽ được chia đều cho tất cả những thủ lĩnh giành chiến thắng. Người giành chiến thắng sẽ là người trả lời đúng nhất cả 10 câu hỏi của sự kiện trong một lần chơi. Có 10 câu hỏi trong một lượt chơi. Mỗi câu hỏi sẽ có 20 giây trả lời. Trả lời sai, thủ lĩnh sẽ phải chơi lại. Không giới hạn số lượt chơi trong một ngày. Thủ lĩnh có thể tham gia nhiều ngày khác nhau. Lưu ý, phần thưởng sẽ được làm mới mỗi ngày khi có người thắng cuộc. Nếu ngày hôm đó không có người thắng cuộc, phần thưởng sẽ được cộng dồn vào ngày tiếp theo. Thử tài thông thái mùa 2, chơi càng đông, qua càng khủng, nhanh tay thử ngay. Like ngay fanpage Vương Quốc Chiến Mobile để cập nhật những thông tin mới nhất về game.